cuối tuần em quay con CD 90 hải quan chính ngạch. 90 hải quan chính ngạch. Đây là gọi là siêu cọp. Tuyên bố với anh em luôn là siêu cọp. Còn có siêu cọp hay không anh em nhìn đánh giá giùm em. 14 hải quan chính ngạch đầu 14. Siêu cọp. Lóc nguyên zin. Lóc zin 100%. Lóc nguyên zin 100%. Cầm liền. Zin 100%. Em quay đót liền. Để tí xíu qua bển quay đót liền. Em quay anh em coi cái bồ. Như cái kiếm luôn. Bồ như cái kiếm luôn. Gấp rồi. Sơn trên hết. Cục. Cục si. Ngon hành cành đào luôn. Ta đẹp xinh nhanh. Xuất sắc luôn. Số vip luôn. Vip từ dưới đến lên đó. Chụp đèn zin. Ốc, ốc chụp đèn anh em thấy không? Còn mới chát. Mới chát. Ba ga đẹp keng. Có lõi tí tí mè mè chút chút. Đó, mè mè chút chút đường rẳng nước nó động. Một chút dây zin này em có thời gian đi thổi lại nó phù lên là đã lắm, mà dây zin cũng hơi xẹp cái mức phù à. Tem gọi là theo xe cực đẹp, tem theo xe như vậy là em thấy là cực đẹp lắm rồi đó. Bọc sơn xuất sắc luôn, không bắn tốt bất cứ chỗ nào nha anh em. Ốc bánh sao cột bên đây đẹp căng luôn. Tai đèn mè theo thời gian đẹp căng luôn. Hải quan chính ngạch đầu 14 sườn sơn rin, không sàn không tháp, sườn sơn rin HA03141739. Sườn hải quan chính ngạch nước sơn riêng luôn nha anh em, lưu anh em lưu ý nha, chứ không phải là sơn lại hay gì nha, nước sơn riêng luôn nè, đó thấy không anh em, lưu ý vấn đề đó giùm em. Là sườn là bao với anh em là sườn cực đẹp luôn, tại vì con xe này góc gác em biết hết, góc từ trong nhóm câu lạc bộ của em đưa ra nên là sườn là đẹp keng hết. Từ cái cổ, cái chỗ cái khóa cổ nè, cái chặn cổ nè, để em quay cho anh em xem cái chặn cổ nha. Đó, sườn nào đẹp hay không mà anh em nhìn cái chặn cổ này nè, anh em biết là xe sườn có đẹp hay không, nó còn vuông gò cạnh hết luôn, nó không có bị méo chút nào hết. Nói chung cái cạnh này nè anh em, rung là anh em thấy rõ không đó, cái cạnh em chỉ cái tay vô á đó. Đó cái cạnh này nè, đó là đẹp keng luôn. Cái sườn không đẹp á là cái này nó sẽ mớp méo hay gì đó, anh em có thể làm lại được nhưng mà không thể làm giống riêng được nha. Giống riêng hơi khó. Chắc một số anh em chắc cũng làm được nhưng mà hơi khó chút. Ốc phục. Ốc phục trước quá đẹp luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Phục trước thì keo còn dây. Niền. Cầm niền bánh trước. Đẹp luôn. Đót liền 95 Futaba 95 đúng đời đầu 14 luôn nha anh em, đúng đời đầu 14 luôn. Quá đẹp, một trang kiến mới như phòng cắm đầu á. Em
mới như hồ cắm đào luôn. Đèn trước mới trang luôn, mè mè theo thời gian chút 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 nè, cùng đẹp hết. Đồng hồ nguyên zin, di đông đẹp keng luôn, không có mè luôn á, di đông không có mè luôn á, di đông không mè luôn, quá đẹp luôn. Kiến zin, kiến zin một cặp, kiến zin một cặp. Niền sau nãy chưa quay cho anh em xem, cái này là Futaba luôn nè, Futaba nè, 95 nè. Futaba 95, quá đẹp luôn. Hải quan chính nghiệp đầu 14 CD 90. Số máy, lốc máy này là cực đẹp luôn. Lốc máy này phải gọi là lốc máy cực đẹp luôn á. Tại vì cái bộ BB này là em biết từ trong câu lạc bộ của em đi ra. Đó, còn cái này là ông anh mới phái cái đồ chơi này, cái mới ráp lên cho ông anh cái đồ chơi này để cho nó kiểu kiểu cho nó đẹp chứ thôi. Thật sự xe này nó không chạy ra ngoài mưa, nó dựng trong nhà không à, nên gắn cho nó đẹp đẹp. Đó, để trong đây cho chim làm tổ chơi. Rồi, vui thôi, vui 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 vẻ cho anh em tí xíu, quá đẹp luôn. Rồi, anh em có nhớ ý vui lòng inbox em nha, thì em cũng gửi ra cái giá cho anh em biết luôn là 150 triệu, có cà phê chút đỉnh, bớt cà phê chút đỉnh cho anh em giao lưu thôi, còn giá nó làm ra là 150 triệu, 150 triệu, bao rút hồ sơ, bao ký toàn quốc, bao nhập toàn quốc. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.